JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. JK Audio lại về một cái dòng mic cao cấp nữa về thương hiệu WeWood. Vâng, bên em nhập về rất là nhiều để cung cấp ra thị trường. Và cái dòng sản phẩm mic không dây cao cấp WeWood này đã rất là thành công trên thị trường hiện nay, được tất cả các tín đồ săn lùng vì là dòng rất là chất lượng. Nói chung là về dòng này thì là công nghệ bên em cũng giới thiệu rất chi tiết về những thương hiệu WeWood này, kể cả những cái đôi loa, những cái đẩy, những cái vang, những cái súp thì bên em thương hiệu WeWood rất là nổi tiếng. Hôm nay bên em sẽ chi tiết vào một cái sản phẩm nữa, đó là cái mic WeWood mã là M8+. Vâng ạ, thì đây là cái đầu thu đấy ạ, đây là cái đầu thu WeWood. Vâng, đây cũng là dòng 6 số cao cấp và được thiết kế cái màn hình hiển thị LCD ở giữa và những cái núm tinh chỉnh hai kênh ở hai bên. Về hình dáng thì cực kỳ là đẹp. Đặc biệt cái dòng này được sơn màu bộ đội hơi nhàm chút xíu. Đây ạ. Thật sự là cái dòng này là cao cấp các bác ạ. Vâng, đây thì là vỏ hộp bên ngoài đây ạ. Bên em cũng nhập về một rất là nhiều đây ạ. Để em bày ra đây để giới thiệu đến các bác. Vâng, đây là mic WeWood ED69 này. Vâng, cái dòng này ca sĩ Thanh Nam dùng rất là nhiều khi mà đứng trước công chúng để hát. Dòng này Thanh Nam đánh giá rất là cao. Bên em cũng có rất là nhiều lần hợp tác với ca sĩ Thanh Nam về cái sản phẩm WeWood này để đưa đến công chúng, và đã được ca sĩ Thanh Nam đánh giá rất là tốt. Vâng, bên em trải nghiệm luôn với cái mic M8+ hát một đoạn nhạc karaoke cho các bác. Em mới có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm không bao lâu, 20 năm sau sâu hơn cả mười mười, 20 năm mới là bao. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đi xa em rồi, anh biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời.
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi, ta sống được bao.